Đó, em còn gì không em? Đây, có. Mà chú bán chứ không phải mình bán. À, hello, xin chào cả nhà đã quay trở lại với VM Food Travel. Mình là Gia Phú, người quay của chúng ta là Mèo. Hai, hiện tại thì trời đang rất là âm u. Tự nhiên sáng nay trời chở gió lạnh và mưa y đùng từ sáng giờ. Mấy ngày qua là đang xảy ra cái vụ mà cháy rừng ở Hà Tĩnh thì lại không có mưa. Phải chỉ cơn mưa này mà mưa mà nó mưa ở trên rừng thì đỡ cho mọi người biết bao nhiêu. Hy vọng là sau cái thời gian này thì rừng nó sẽ mau phục hồi lại. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại chủ đề ẩm thực ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ ăn một món bún, bún bò viên. Ở đây sẽ có bán mì và hủ tiếu nữa, nhưng mà ăn mì và hủ tiếu hoài thì cũng đã quen rồi. Mà bữa nay mình đổi khẩu vị một xíu, mình ăn món bún bò viên. Địa chỉ mình đang đứng là 19 Huỳnh Tịnh Của, quận 3, phường 8, quận 3. Để đi đến đây thì các bạn có hai đường. Nếu các bạn đi đường Hai Bà Trưng thì các bạn quẹo lên Trần Quốc Toản, gặp Huỳnh Tịnh Của, quẹo vô là sẽ thấy quán bún bò viên vườn chuối này. Đường thứ hai là các bạn đi từ hướng Lý Chính Thắng đi xuống thì gặp trước khi tới Hai Bà Trưng sẽ có cái đường Huỳnh Tịnh Của, đi các bạn quẹo vô. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ vào trong tìm hiểu món bún bò viên ngày hôm nay nha. Và cả nhà đừng quên là bấm like cũng như là ấn nhấn nút subscribe để ủng hộ VM Food Travel phát triển hơn nữa nha cả nhà. Nhớ ấn vào cái chuông nha. Let's go. Giờ mình đang đứng, các bạn thông cảm nha, tại vì trời hiện nay là đang rất âm u nên cái hình ảnh nó sẽ hơi tối xíu. Dạ, xin chào chú. Thì giờ tụi con làm ẩm thực ở trên mạng á. Hôm nay ghé thăm ơn chú. Xin phép hỏi chú tên gì ạ? Trung. Dạ, chú Trung. Quán của mình bán ở đây là được bao lâu rồi chú Trung? Mình bán cái này bắt đầu là từ ở bên chợ vườn chuối, nhưng mà mình chuyển qua đây được 6 tháng rồi. Vậy thì ra là cái tên vườn chuối là lý do là vậy. Đúng rồi. Bún ở đây mình gồm các nguyên liệu gì hả chú Trung? Bắp bò, gân, chả, viên, xương ống heo. Chả viên hả chú? Chả với viên. Chả với bò viên. Bò viên. Xương ống. Xương ống, bắp bò. Dạ. Con thấy tô thường là 30.000, tô đặc biệt với 35 là nó khác nhau sao vậy? Khác nhau là mình để đồ ăn nó nhiều á. Ví dụ như là người ta muốn ăn đầy đủ có xương là 35.000. Dạ. Còn nếu mà người ta ăn đầy đủ không xương vẫn 35.000, ta nhiều cái thịt đồ ăn thôi. Dạ. Rồi, vậy thì chắc là mình lắc sẽ ăn tô thịt 35.000 luôn. Đúng rồi. Nước lẻo đây mình nấu bằng xương. Bằng xương ống luôn đó chú. Đúng rồi, ok. Bây giờ mới mình bán cái lượng khách cũng chưa có ổn á. Dạ. Mình bán là tạm thời mình bán từ 6 giờ sáng cho tới 7 giờ buổi tối. Dạ. Mình đâu có nghỉ trưa hả chú? Không có nghỉ trưa, bán suốt luôn. Bán suốt luôn. Rồi. Thế là giờ bây giờ chắc con nhờ chú làm cho con một tô trước đi. Để ok, để làm hai cái tô. Dạ. Cứ làm cho khách trước ạ.
Nãy giờ ăn rồi cả nhà ơi, đây là tô bún bò viên 35 ngàn. Cả nhà có thể thấy không, 35 ngàn đây nè. Trời ơi, kiếm đâu ra mà giờ ở đâu mà 35 ngàn mà được như vậy. Quá trời luôn. Hai miếng gân gân nè, 3 miếng chả chiên nha, điểm danh nha. Ê, 4 lận chứ không phải 3 gân, 3 chả chiên. Tỏi phi nữa không? Nhìn là thấy là ngon miệng rồi. Chưa ăn là mình thấy là đã mắt, ngon mắt chứ rồi đó. Đây là miếng bò nè. Đưa về cui luôn rồi nha. Đưa gần gần coi. Thôi được rồi. Gần quá. Chắc nụi ha. Cảm giác cắn như là đã lắm á. Đây, bò viên. Phúc lên. Hai ba phục luôn bạn ơi. Quá đã. Quá đã chưa? Trong đây mình sẽ ăn với salad, rau húng. Đó. Và như này có giá ở phía dưới nữa nè. Rau muống. Rau muống nhiều giá, rau muống bào. Kìa trộn lên. Đây là chén nước chấm. Thì các bạn tới đây các bạn có thể xin chú là một miếng tỏi phi. Hồi nãy chú có cho gợi ý là cho tỏi phi vô đây rồi tương đen, tương ớt và sa tế thì cái chén nhìn rất là hấp dẫn luôn. Lên nước lèo nha. Wow. Chưa có nêm gì hết nha. Nước lèo ở đây của chú Trung á nó ngọt thanh nhưng mà rất là ngọt xương. Đã nha. Mình ăn như vậy là mình đã thấy vừa rồi đó. Bây giờ mình sẽ ăn bún đầu tiên. Ủa quay cận. Wow. Cái rau húng á, có cái rau nó thơm. Trời, bún chú cho nhiều lắm luôn cả nhà. Chứ không phải cũng không ít đâu nha. Thấy không? Gấp đũa nào đũa nấy quá trời luôn nè. Vô bò viên nha. Đem vô. Đây là tỏi nha. Hết miếng tỏi rồi, thấy đã không? Đã quá. Cay quá. Cái sa tế á với lại cái tương ớt á nó làm cay ơi, mà có cái tỏi vô trời nó thơm. Cái vị ngọt của tương đen nữa. Chấm cái cục bò viên nữa là giờ đã nha. Bò viên ở đây sẽ nói chung là không hàng the luôn rồi, chú nói là không hàng the luôn. Có vị bò nha. Và cái độ dai thì nó sẽ ít chút xíu. Nhưng mà cái cục bò viên nữa là ngon. Ngon. Nhịn từ trưa đến giờ là cũng xứng đáng rồi đó. Đây là gì ạ? Gân. Rồi, thử coi. Rồi. Làm nháy lại tiếp tục chấm. Hết bỏ phi lên. Trời ơi. Mày có thể né được à? Cái gân này đó nó vẫn có cái gân nha cả nhà. Có những chỗ mình ăn á nó sẽ nó bự quá. Ngon quá. Thích cục gân này nè, nó vẫn còn gân á, cảm giác cắn á nó sập sập sập. Dạ không được rồi, được rồi, tay nó ướt quá. Chấm nha. Chấm luôn rồi, hỏi mày lại gần luôn. Nghe xích xích giật. Nghe hả? Nghe đúng nghe. Thôi. Bỏ mày nhai. Nghe vậy thấy tiếng tỏ là cái biết cái miếng thịt nó ngon chất lượng thế nào ha. Cắn rất là ngập răng luôn. Cái phần thịt đó mềm lắm. Và có một chút xíu cái gân á. Nhà nó dai dai nhưng mà rất là dễ nhai. Bắp bò đảo á.
chợ chú bán nhiều sao chú lời ta? Chú bán thì con là như vậy á, cái giá chú bán là 35 ngàn. Dạ, thấy chú bán quá trời đồ luôn á. Nào nấy bự. Còn gì nữa ta? Chả. Chấm luôn. Đúng rồi, ngon rồi phải chấm đó. Chén nước chấm này là ba cháy con bò chét. Rồi. Quá đẻ quá đẻ. Quá đẻ. Chuẩn bị kêu chú, nhờ chú làm cho con một con. Ok. Đói quá chú ơi. Con này luôn hả? Dây. Tô bún luôn hả? Ừ. Bún luôn, tô thập cẩm luôn chú. Thêm một tô nữa. Rồi, xử miếng cuối rồi xin phép cả nhà nha. Ok. À, miếng nào đi ta? Miếng gân đi. Rồi, từ từ coi. Chậm nó lên coi. À, chậm các bạn. Chậm à. Rồi, rồi. Ồ. Two thousand years later. Không phù chó, không phù chó. Heo. Dẹp rồi, tất cả là dẹp rồi. Nhìn chén không. Rất là ngon. Nhịn một buổi trưa không uổng công. À, ở đây kế bên là nước, ở đây là chú kêu kế bên là cái này ly này mình đang uống là ly cam me. 20 ngàn một ly, uống khá là ngon. Cái vị nó sẽ cái vị me nó hơi mạnh á, nó hòa chung với cái cam á, uống mình nó cảm giác nó giống như cái rượu trái cây gì đó mà là không. Chua chua ngọt ngon lắm. Rồi bây giờ là mình sẽ nhanh tổng quan ha. Thì hôm nay là một ngày mà mình tuy là mưa gió như vậy nhưng mà mình thứ nhất là mình cảm thấy là đã mắt nè, đã miệng nè, và đã lòng. Đã lòng là tại sao? Là tại vì ngày hôm nay mình đã kiếm được một quán đó là với giá mức tiền là chỉ có 35 ngàn thôi mà nguyên liệu và cái hương vị ở đây phải nói là rất là ngon, để giới thiệu đến cả nhà, cho nên mình rất là vui. Nếu mà các bạn đến đây ăn, mình nghĩ là các bạn sẽ thích cái này nha. À, nhưng mà cá nhân mình thấy ăn bún là dễ ăn hơn nha. Mình nghĩ là nếu mà nãy mình gọi mà hủ tiếu á thì mình ăn, sợ mình ăn không hết rồi đó. Thì hủ tiếu mì chắc là do ăn quen rồi, lâu lâu mình đổi bún vậy nó dễ tiêu hóa hơn. À, các bạn có thể thấy cái gân ở đây nó sẽ không có vị nhũng nhũng ở trong miệng. Mình nhai mình vẫn có cái độ sần sật để mình nhai, rất là đã. Và cái bắp bò các bạn thấy chú cắt không? Miếng nào cũng ngấy à. Có tuy là chỉ có 2-3 miếng thôi nhưng mà nó rất là dày, mà cảm giác cắn vô nó có cái gân nữa. Đó, sần sật bao rã luôn. Bò viên là chú không có bỏ hàng the cho nên cái độ dai nó sẽ vừa phải, nhưng mà vẫn có đậm cái vị bò trong cái viên bò viên đó. Chả chiên ăn cũng khá là ok. Còn gì nữa không ta? À, nước dùng đúng không? Nước dùng rất là ngọt xương. Nó ngọt xương nha, không thể là ngọt của bột ngọt luôn nha. À, có điều ở đây là rau á không có để riêng, thì cô là bỏ chung ở trong cái tô luôn. Thì cái rau muống như cái giá là nằm ở dưới đáy tô, thì sau khi mà chú mà bỏ hết nguyên liệu á thì bắt đầu cô lại bỏ thêm một cái lớp rau ở tầng trên là rau xà lách và rau húng quế, để làm cho cái tăng thêm cái vị của tô bún này lên. À, cái rau húng quế ăn kèm với cái bún nó rất là thơm luôn. Mà đặc biệt là cái chén nước chấm, các bạn tới đây các bạn ăn á, nhớ nước chấm á, xin chú một ít tỏi phi để các bạn bỏ lên, rồi bỏ tương ớt tương đen sa tế lên, các bạn chấm một miếng thịt vô rồi lấy cái muỗng dít một miếng tỏi phi ăn vô, trời ơi cái cảm giác nó rất là sung sướng. Nói chung là đây là một địa điểm mà chú mới nói là mới mở 6 tháng thôi, thì các bạn tranh thủ qua ủng hộ cho chú. Quán ở đây chú thì nó sẽ hơi nhỏ một tí xíu, nếu mà đông mình không biết là ngồi, chưa biết là sắp xếp xe với lại ngồi sao ha. Rồi giờ bán của chú là từ 6 giờ sáng bán tới 7 giờ rưỡi tối. À, cả tuần bán luôn phải không cô? Mình bán cả tuần luôn đúng không cô? Rồi bán suốt luôn,
cho nên bạn nào hãy ghé qua đây nha. Nhớ đường cái gì đường là tiền đằng đầu rồi mình sẽ không nhắc lại nữa nha. Và bây giờ thì bây giờ là các bạn sẽ thích clip này và các bạn nhớ like như lỡ nhìn được subscribe để ủng hộ PM Food Travel phát triển hơn nữa nha cả nhà. Luôn nhớ một món ngon sẽ ngon hơn nếu chúng ta thưởng thức cùng người thân bạn bè và chia sẻ nó với tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip kế tiếp. Nhớ nha, địa chỉ là 19 Quỳnh Tịnh của phường 8 quận 3. Tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn.